thí dụ ở tổ thì cái tổ quan trọng là chủ nhà trọ, chủ nhân A, chủ nhân B, chủ nhân C, nhưng quan trọng là chủ nhà trọ nè. Đây này có cái này, test này không có sao hết, test nhanh rồi đi chờ có kết quả. Chúng ta bình tĩnh với cái vật âm tính, không có sao. Còn nếu có dương tính thì nhà nước để hướng dẫn cách ly, chúng ta cách ly muốn phòng. Khu phố của cô test lần này lần thứ hai, hôm bữa là test cộng đồng cả một khu phố rồi, rồi lần này là tiếp tục test từng đường tổ phân công, tổ tự quản quản lý từng tuyến đường, và được người dân sẽ được tổ tự quản cấp giấy mời lên test. Đây là lần thứ hai được test. Vậy thì cái lần trước mình test xong rồi mình có đau hay là có như thế nào không cô? Có một số thì không, test cái này là bình thường, có những người lớn tuổi thì hơi đau một tí thôi, chứ không đau, nhưng mà đa số người dân rất mừng, là mong là nhà nước hỗ trợ cho test nhanh để mà cho người ta biết, người ta phòng ngừa, và nguyện vọng người dân của cô Vai là mong được chích ngừa Covid-19. Chị hiện tại là mình đã test qua Covid này chưa bao giờ chưa chị? Dạ có, em được test một lần chị. Cái cảm xúc của mình lần trước test có như thế nào chị? Vâng, em hồi hộp thôi, sợ hồi hộp và run thôi. Cái lần trước có đau lắm không chị? Dạ không. Không bị đau ha? Vâng. Tức là mình cũng mong là test lại lần hai này thì mong là test cho nhanh nhanh để mà có kết quả hay sao chị? Dạ, em cũng mong là test cho nhanh để kết quả âm tính để em đỡ bớt lo sợ hơn. Sau khi test xong thì là người dân thì tôi cảm thấy rất là yên tâm. Tại vì những người nào bệnh thì đã được đi cách ly. Dạ. Còn lại những người mà không bệnh thì dễ cuộc sống nó dễ tốt hơn. Hỏi chị là chị đã test lần thứ mấy ở đây rồi? Em test lần thứ hai. Lần thứ hai. Dạ. Lần đầu nó như thế nào chị? Cảm giác hơi khó chịu một tí, nhưng mà đợi một lúc sau nó cũng bình thường. Trước khi test thì mình có cảm giác như thế nào? Kiểu hơi rát rồi với lại đau đau ấy chị. Đau đau. Dạ. Tâm lý thì sao chị? Tâm lý của mình hơi test mình đang hơi sợ. Dạ. Dạ. Nhưng mà sau khi test xong lần trước, test xong thì mình có cảm giác như thế nào? Bây giờ tâm lý thoải mái hơn. Dạ. Cho cô hỏi con tí xíu là hồi con test lần thứ mấy rồi? Con test rồi xong rồi con có thấy đau không? Không. Không có đau hả? Rồi. Con có sợ không? Không. Không sợ luôn.